Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành định hướng phát triển công nghiệp ô tô giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, xác định mục tiêu hình thành những doanh nghiệp lĩnh vực ô tô quy mô lớn, dẫn dắt thị trường, nhằm thu hút và tập trung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ những dự án đầu tư sản xuất các dòng xe ưu tiên có quy mô công suất trên 50.000 xe một năm và dự án sản xuất các bộ phận động cơ, hộp số, cụm truyền động. Cụ thể, đối với xe chở người đến 9 chỗ, định hướng giai đoạn 2025, tầm nhìn đến năm 2035 là tập trung vào phát triển các sản phẩm xe thân thiện môi trường, gồm xe cá nhân kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng và giá cả phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Bộ Công Thương cũng sẽ chú trọng về công nghiệp hỗ trợ với định hướng tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp lớn nước ngoài trong việc sản xuất linh kiện và phụ tùng, tập trung vào các bộ phận quan trọng, hàm lượng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu của thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu, tiến tới xuất khẩu. Tính đến năm 2015, ngành sản xuất ô tô có trên 400 doanh nghiệp, đa số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, tổng công suất lắp ráp thiết kế khoảng 460.000 xe một năm, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 47%, doanh nghiệp trong nước khoảng 53%. Năm 2016 vừa qua đã xảy ra một vụ hỏa hoạn do sự bất cẩn của khách.